Hello, một số người cho rằng là cái việc đánh chứng khoán là nó phải dương, đánh một phát là phải dương, sâu hàng xanh nhưng ông già thì thích sâu đỏ thôi. Mà xanh sâu hàng mãi để lùa gà làm gì đúng không ạ? Vấn đề đây là gì? À, muốn thắng thì phải thua, muốn ngồi vào cái ghế nóng thì phải chịu bầm dập kim nó phải chọc vào đít đấy đúng không ạ? Chúng ta phải biết rằng là có rất nhiều các cái thông tin có thể là bơm thổi các cái à, à, bài báo sẽ đánh giá các cái mốc thủng kể cả bitcoin cũng vậy nó sập một tí là báo lao vào thế nhưng mà lồi lên là báo mày bloomberg lại báo là năm 2021 khả năng bitcoin đạt 400.000 đấy ví dụ thế. thế tuy nhiên thì ở cái góc độ tài chính chứng khoán thì chúng ta nhìn thấy những cái ông pt đi thị trường chứng khoán việt nam dù không tránh khỏi những ảnh hưởng đã lên là phải có xuống nó phải có va đập đúng không? có thể lên một năm điểm vấn đề ở đây các cổ phiếu hiện tại đặc biệt là ngành ngân hàng được đánh giá dưới giá trị ví dụ như là gì à, Techcombank nó mới chỉ đạt được hai đô thôi đúng không ạ các cổ phiếu ở trên thế giới nó nó đạt đến năm người đô nó, mình cổ phiếu lớn như là Vietcombank nó chỉ có 5 đô 6 đô thôi vấn đề thậm chí không được 5 năm sáu đô 4 đô vấn đề ở đây là gì cái vấn đề giá trị nó là quan trọng chúng ta biết được và hôm nay các cái báo ví dụ nó phân tích những cái vấn đề phân tích kỹ thuật của mô hình cái cốc đúng không các cái mô hình phá cản tại 1 hai đâm thủng xuống dưới 1.002, 1.150, 1.170 nó chỉ là một cái phân tích thôi. đúng không ạ? Vấn đề chúng ta nhìn cái diễn biến vĩ mô về vấn đề kiểm soát covid cũng như là vaccine cũng như là các vấn đề về bơm thổi của thị trường. Nhưng mà vấn đề chúng ta phải chú ý một cái là à, một cái câu nói là Việt Nam là quốc gia rất thú vị với ngành xuất khẩu có tính cạnh tranh cao, sức hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, dân số trẻ đó đây là cái yếu tố quan trọng tân số trẻ f 0 thì lắm đúng không ạ f không gấu lắm đúng không ạ? các quỹ mà bán hơn mục hết đấy đấy là cái nhưng mà cái vấn đề đây là đang lên nó hút đúng không ạ nó giống như một con thuyền đó, nó sẽ rũ rất nhiều các cái thành viên mà không bám chắc tay ở trên đó ví dụ như tôi đã phân tích tất cả mọi cái là nó liên quan đến vấn đề là 10% của giá trị tài khoản của bạn bạn đã sẵn sàng về tiền mặt hay chưa đó, đấy là cái yếu tố quan trọng rồi thay đổi chứ họ mọi cái nó cần có sự thay đổi ví dụ thay đổi sếp này rồi thay đổi cái công nghệ này đúng không khối ngoại nó chán vì cái công nghệ như thế nhưng chắc chắn là sẽ có những cái kỳ vọng trong tương lai hy vọng sang tuần chúng ta sẽ có những cái niềm vui